Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít
vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít.
triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016.
Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít.
triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016.
Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít.
triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016.
Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít.
triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016.
Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn.
Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít
vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn. Petrolimex giảm giá đến 400 đồng mỗi lít. Triển khai chương trình khuyến mại ngày vàng để tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex. Khi khách hàng mua xăng diesel vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng 10 năm 2016 sẽ được giảm giá 300 đồng mỗi lít. Ngoài ra, nếu thanh toán bằng thẻ Flexicard, khách hàng sẽ được giảm giá 100 đồng mỗi lít vào tất cả các ngày từ mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình được áp dụng tại thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex trên toàn quốc. Petrolimex, để tiến xa hơn.